Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại lên chương trình BTV phát sóng. Các bạn thấy trên tay mình đang cầm một cái hũ nhỏ nhỏ. Cái đây là hũ mật ong. Cái mật ong này nó đặc biệt hơn, gọi là cái mình thấy thiên nhiên hoang dã. Mật ong hoang dã nó đến từ rừng U Minh. Và hôm nay các bạn sẽ gặp một bạn dân gốc rừng U Minh, mới chui trong rừng U Minh ra. Bạn sẽ cho các bạn biết bạn ở U Minh nhưng mà đã lên Cần Thơ có gia đình, và hiện tại ở gia đình và đoạn video này đang quay tại Sài Gòn, tại trung tâm của Beat Training. Bạn có thể cho mọi người biết là họ tên bạn là gì, gốc gác bạn ở đâu, đã có vợ chưa, được mấy con, hoặc được mấy vợ rồi? Dạ, xin chào tất cả các bạn ở kênh Beat Training. Mình xin được tự giới thiệu, mình tên đầy đủ là Nguyễn Thiên Giang. Mình được sinh ra và lớn lên ở cái mảnh đất cực nam tổ quốc, đó là U Minh, Cà Mau. Và hiện tại thì mình đang sinh sống ở Cần Thơ với gia đình là đã có một vợ và hai con. Một vợ và hai con rồi. Hiện tại cái công việc kinh doanh của bạn là cái công việc gì? Dạ, hiện tại công việc chính của mình là mình đang kinh doanh cái sản phẩm là mật ong gừng U Minh, là một sản phẩm quê hương của mình. Mình trăn trở với nó cũng rất lâu rồi, cho nên là bây giờ mình bắt đầu lập nghiệp, khởi nghiệp nó khoảng cách đây gần một năm. Vậy thì tại sao bạn lại chọn mật ong mà bạn không chọn cái gì khác? Thứ nhất là đây là một sản phẩm quê hương của em, và em cũng rất thích cái sử dụng cái mật ong này. Em đã sử dụng của nó rất lâu rồi, khoảng gần mười mấy 20 năm. Cái lúc em đã nhỏ, em sinh ra thì em được sử dụng mật ong rồi. Và khi em lớn lên, nó khi mà em đi học đi làm rồi á, thì em mới thấy là cái sản phẩm mình trên thị trường nó hay mất lòng tin. Rồi cái người dân của mình á, thì có cái nhu cầu xài mật ong rừng mà đúng chất rừng á, thì rất lớn, nhưng mà niềm tin của họ thì rất thấp. Vì thế là em quyết định là mình sẽ nâng cấp cái sản phẩm quê hương mình lên. Thứ nhất là giúp đỡ được cái mong muốn của khách hàng là có đúng cái sản phẩm gừng thật sự là gừng luôn, để sử dụng để cho bồi bổ sức khỏe của mình, tốt cho sức khỏe của mình. Thì cái thương hiệu em chọn nó là cho mật ong của em là cái thương hiệu là Qua Gip, nhưng mà với cái câu slogan của sản phẩm là sản phẩm thiên nhiên hoang dã. Cái thiên nhiên ở đây là cái thiên nhiên của hoàn toàn là rừng luôn, trong rừng hết. Còn cái phần hoang dã ở đây là hoang dã đến từ con ong. Hoang dã, con ong nó tồn tại trong thiên nhiên hàng mấy triệu năm nay. Thì cái thiên nhiên hoang dã là mang ý nghĩa đó. Vậy thì bạn đặt cái tên là mật ong rừng U Minh. Nghĩa là sao? Ý bạn muốn nói cái gì? Mật ong rừng U Minh đây, đó là một cái tên của cái sản phẩm, để nói là cái sản phẩm đây là nó có nguồn gốc và xuất xứ từ cái U Minh. Thì U Minh nó có rất nhiều là cái sản phẩm đặc sản, như là cua Cà Mau. Ở Cà Mau thì có nhiều đặc sản như là cua với gạch, rồi tôm khô, rồi gùa. Nhưng mà trong đó có một đặc sản, đó là mật ong rừng của mình. Thì em chọn cái mật ong rừng của mình này để khởi nghiệp cho của mình. Bạn có cam kết là mật ong của bạn là mật ong rừng à? 100%? Dạ, em cam kết đó là 100% ạ. Bạn có thể kể cái con ong rừng U Minh nó khác với mấy con ong nuôi rồi nó như thế nào? Dạ, con rừng U Minh nó có một cái cách sống là nó sống theo cách phòng thủ. Và nó rất hung dữ. Nếu mà bạn mà lại tấn công cái ổ của nó thì có thể là nó thà nó hy sinh, nó đánh bạn một vít và nó chết luôn, nó vẫn phải đánh. Nó rất là hung dữ, nó sống theo cách đó. Và nó tồn tại trong thiên nhiên nó đã rất lâu rồi. Là những cái con ong nuôi á, thì ra những con ong mà ngoại nhập, người ta có thể người ta bỏ vô cái thùng. Một cái thùng đó gồm có 7-8 cái cầu gì đó. Có thể người ta di chuyển nó đến các cái vườn hoa nhãn, hoa cà phê. Hoặc là di chuyển nó các cái bìa gừng để cho nó hút cái mật hoa, để nó tạo mật. Thì cái đó là sản phẩm của cái mật ong nuôi, là từ của ong nuôi. Còn sản phẩm mật ong gừng là từ của ong gừng hoang dã mà ra. Vậy thì cái này là bạn tự vô rừng bạn lấy hay là sao? Dạ, cái này là em tự vô rừng lấy với một số người thợ gác kèo chuyên nghiệp ở. Người thợ gác kèo là sao? Cái người thợ gác kèo là cái người mà họ chuyên, họ sống về cái nghề gác kèo luôn. Họ sẽ đi vô rừng và họ khảo sát cái rừng của mình, đó là nó năm nay nó sung túc, nó chỗ bông như thế nào, và ong á nó có hội tụ, nó có về để nó xuống nó làm tổ không. Thì người ta mới gác một cái kèo cho nó, giống như người ta tạo một cái nhà cho nó vậy đó. Cái nhà này á, cái kèo này á, là bằng cách là mình sẽ gác đúng theo cái sở thích của con ong. Của con ong. Dạ, là có một chút nắng, một chút gió, chứ cũng không có nên quá nhiều gió và quá nhiều nắng. Vì thế cái nhà đó để dẫn dụ con ong trong quan giả nó xuống bằng một cách tự nhiên thôi, chứ mình cũng không có đem là thuần hóa được con ong đó được để mình đem nó xuống. Đó là một cách dẫn dụ nó xuống. Rất là tuyệt vời.
Cái hành trình ra khởi nghiệp của bạn nó có cái khó khăn gì không? Dạ thì em ra khởi nghiệp á thì đúng là cũng có gặp một số khó khăn, là khi mà cái sản phẩm mình đi giao cho người ta thì đi 10 người thì chắc người ta hỏi, người ta không có tin đó là sản phẩm ông rừng 100% thật. Người ta cứ sợ là mật ong giả hoặc là mật ong pha đường. Thì mình cũng trao đổi với người ta là mình khởi nghiệp từ cái tâm của mình muốn, mong muốn là khách hàng có được một cái loại sản phẩm đúng là gừng để tốt cho sức khỏe thật sự cho người ta. Thì người ta cũng tin tưởng và người ta đã dùng, thì hiện tại thì khách mới cũng tin tưởng và dùng nhiều qua các kênh như Facebook hoặc là kênh cá nhân của em. Em hay chia sẻ những bài thực tế gì đó thì họ cũng có khách hàng mới. Rất là tuyệt vời. Bạn có gia đình rồi bạn mới ra khởi nghiệp đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn có khó khăn gì không? Có bị vợ cản, có bị người thân nói rồi không? Dạ vợ thì rất là ủng hộ, vợ nói là anh cứ suy nghĩ kỹ thì anh cứ làm đi. Còn mà khi mà có một chuyện cũng rất là mắc cười là khi em về nói với gia đình á, với ba mẹ là em phải có kế hoạch là em khởi nghiệp với cái mật ong này. Tương lai là em sẽ thuê vài trăm hecta rừng ở quê hương em, rồi thuê cả thợ gắt kèo để mình làm luôn cái chủ động luôn cái nguồn. Thì ba mẹ nói là khó khăn lắm con ơi, không có được đâu. Mật ong thì bây giờ là lẫn lộn nó nhiều lắm. Con làm vậy thì nói chung là ba mẹ cứ cản là thôi đừng có làm, thấy nó khó khăn lắm, thấy nó nguy hiểm lắm, con cứ làm việc hưởng lương thì cho nó ổn định vợ con cái. Thì ba mẹ lại khuyên đó là ba mẹ khuyên vậy, nhưng mà mình thì mình vẫn cứ làm, sau này khi mà em làm nữa thì em cũng không có nói ba mẹ, mình cứ nín hình mình làm. Thường thường là người ta ra khởi nghiệp cái lúc còn đang thanh niên, cái lúc mới ra trường. Dạ. Thậm chí là có người họ rớt, họ học hành không được, họ rớt cái họ ra khởi nghiệp. Dạ. Còn bạn đợi có gia đình mới ra khởi nghiệp nghĩa là sao? Trước kia thì em cũng là một người sống ổn định, đi làm việc hưởng lương. Sau khi mà có gia đình, có một đứa con thì hưởng lương đi làm việc nó vẫn ổn định. Nhưng mà khi vợ sinh thêm một đứa thứ hai thì thấy nó không ổn. Sinh một đứa thứ hai thì chi phí nó rất nhiều, mà đi làm hưởng lương như vậy thì không ổn, mà không đủ chi phí để cho cuộc sống. Thì em mới nghĩ là bây giờ mình phải kinh doanh, buôn bán cái gì đó. Thì cái sản phẩm mật ong của em á, là trước đó là em cũng đã mua giùm cho bạn bè mỗi một lúc em về quê. Thì khi mà bạn bè nó hết á thì nó phải đợi em về quê và mang lên mua giùm cho nó một cái sản phẩm là mật ong gừng. Tại vì quê hương của mình là ở U Minh, thì em mới nghĩ một cách là bây giờ thôi mình cứ về U Minh, mình sẽ mang sẵn một cái lượng mật ong lớn vô, mình để sẵn, khi nào bạn bè cần á thì mình có, mình gửi cho bạn bè luôn, mình bán lại cho bạn bè luôn, để cho bạn bè nó có xài liền, nó khỏi phải chờ mình. Rồi mình có thể mình kiếm thêm bạn bè mới giới thiệu và để mình bán thêm sản phẩm này. Rất là vì áp lực cuộc sống, vì con cái đúng không? Dạ. Trách nhiệm làm cha của gia đình, trách nhiệm làm ông chồng của gia đình. Mình làm chồng nên mình cụ cũng biết mấy bà vợ thực tế lắm các bạn ơi. Chồng mà cuối tháng không mang tiền về thì nó rất là nhiều vấn đề xảy ra. Đặc biệt là bố với hai đứa con nữa. Đi lớn lên, khi mà chúng ta lớn lên chúng ta không lo cho nó ăn học được, đúng không? Dạ. Bởi vì một cái lý do nó rất là mắc cười, đó là lý do không có tiền. Đó là do. Vậy thì bây giờ mà mọi người họ muốn mua mật ong của bạn thì họ liên hệ với bạn sao? Dạ, thứ nhất thì các bạn sẽ liên hệ với mình qua cái số điện thoại là 0918 378 248, hoặc là cái Facebook cá nhân của mình là Nguyễn Kiên Giang, thì viết có dấu luôn là Nguyễn Kiên Giang là Facebook cá nhân. Thì các bạn sẽ liên hệ với mình và có thể đặt mua sản phẩm mật ong của mình, thì mình sẽ giao xe lên cho các bạn. Trụ sở chính của bạn hiện tại nằm ở đâu? Hiện tại thì đang đặt ở nhà em, đó là ở địa chỉ là ở đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Cần Thơ. Cái động lực gì mà từ dưới Cần Thơ rồi bạn đi xe lên đây, cứ mỗi cuối tuần là bạn đi xe lên đây để bạn học kinh doanh, cái động lực gì? Dạ, cái động lực là mình muốn thay đổi cái cuộc sống của chính mình, thứ nhất. Thứ hai là mình muốn ổn định hơn để cho con cái mình nó có cuộc sống nó ổn định hơn, và cái quan trọng nhất là cái tư duy mình thay đổi về cái triết lý đi kinh doanh. Thì sau này để cho con cái mình nó cũng có một cái tư duy là đi làm kinh doanh chứ cũng không đi làm thuê, và có tiền như là cuộc sống ổn định, nhưng mà nó tiền thì nó không nhiều để nó có thể làm những cái việc khác lớn hơn cho cuộc sống. Cái cơ hội nào để bạn biết đến Bi Training vậy? Dạ, khi em biết đến Bi Training thì do một cái người bạn là em thôi,
là giới thiệu là có thầy Thái Duy ở bên Bichonin á, dạy khởi nghiệp. Thì khi mà bạn anh giới thiệu thì em cũng cũng không quan tâm lắm. Thì sau đó em mới tại vì khi mà em nghĩ đến kinh doanh rồi, cái tư duy mình nó cứ ấp ủ kinh doanh, lúc đó em mới lên YouTube, em mới xem được cái những cái đoạn clip của thầy. Thì em đăng ký em học cái khóa 3 giờ miễn phí của thầy về cái làm chủ doanh nghiệp. Thì sau khi học 3 khóa đó thì em lại tiếp tục học 2 ngày nữa. Và học 2 ngày đó thì thầy đã tạo cho em một cái điểm chạm nó rất là đặc biệt. Em học đúng 2 ngày đó là em biết là em theo thầy, học những kiến thức của thầy chắc cứ là cuộc đời mình sẽ sang trang, kinh doanh mình nó sẽ được theo cái ý của mình. Do đó em quyết định em học tiếp những khóa học sau của Bichonin. Bạn cứ nghĩ là ra kinh doanh chúng ta cần có cái kiến thức, ra là chúng ta cần có cái kiến thức bài bản không? Dạ, cách ra kinh doanh á thì kiến thức kinh doanh là rất quan trọng, cái đó là quan trọng hàng đầu. Thành ra là cái việc đi học là phải đầu tư đi học kinh doanh thì mới ra làm kinh doanh được. Còn mình đang làm mướn mà mình chuyển sang mình kinh doanh thì thật sự mình không có kiến thức kinh doanh, mình sẽ bị thất bại nó rất là cao. Thành ra là kiến thức đi kinh doanh, học kinh doanh trước khi kinh doanh đó là một điều rất là quan trọng và nên đi học. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn có lời khuyên gì cho những bạn mà có gia đình mà muốn ra kinh doanh mà cứ tụt tụt tò tò? Nếu mà các bạn mà có gia đình hoặc là chưa có gia đình đó muốn ra kinh doanh thì các bạn hãy mạnh dạn. Tại vì đúng là ra kinh doanh mình thiếu hụt nhiều thứ lắm, có thể là mình cái gì mình cũng không biết hết, mình bị áp lực lắm. Nhưng mà mình rất là khi mà mình học, mình tìm hiểu ra cái những cái bí quyết hay những cái cách để kinh doanh bán được món hàng thì nó rất là sung sướng, nó rất là đã, có thể là cực đó nhưng mà nó ý nghĩa đúng không? Nó ý nghĩa lắm. Dạ. Rất là tuyệt vời. Dạ. Chúng ta có khoảng mười mấy phút giao lưu với các bạn bạn Kiên Giang. Nếu mà bạn muốn làm đại lý một ông ở trên khắp mọi miền Tổ quốc này, dù bạn ở nơi đâu, đâu các bạn ở Tây Bắc, bạn bán mật ong Tây Bắc, bạn cũng có thể kết hợp bạn bán luôn mật ong của rừng U Minh mà. Dạ, đúng rồi. Hoặc là bạn có thể là liên hệ để mua, thậm chí Việt Kiều ở nước ngoài, các bạn xem nội YouTube này thì các bạn cứ liên hệ với cái số điện thoại hoặc cái Facebook của bạn Kiên Giang. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào, dạ, các bạn. Xin chào các bạn.